Lễ hội Xuân Hồng năm 2018 đã chính thức diễn ra tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Sáng ngày 9 tháng 3, đông đảo người hiến máu đã có mặt tại viện để tham gia hiến máu tình nguyện. Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 11 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội và Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức được diễn ra liên tục trong vòng 1 tuần từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018. Ngày chính thức của lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 9 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, dự kiến tiếp nhận 5.000 đơn vị máu từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 2018 tại thành phố Hà Nội. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 17 điểm hiến máu hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng, tiếp nhận 3.413 đơn vị máu. Nhiều đơn vị tham gia tích cực như huyện Thanh Oai, quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, quận Hà Đông, Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội. Khai mạc lễ hội Xuân Hồng năm 2018 sẽ diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 3 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Lễ hội Xuân Hồng đây, lễ hội Xuân Hồng, đất nước đầu xuân xôn xao sắc đỏ, đẹp biết bao những khuôn mặt rạng rỡ của